Hello, xin chào tỷ phú tương lai. Hôm nay thì cũng có rất là nhiều người hỏi về tình hình cái con Techbank này có còn đầu tư được hay không. Thì cái con này hiện tại thì nó vẫn rất là uy tín, rút tiền thì gọi là nhanh hơn là người yêu cũ trở mặt luôn. Rút phát về luôn, không phải chờ đợi gì đâu ạ. Đó. Và cái con này mình đã làm video hướng dẫn các bạn cách đây hơn 4 tháng rồi. Đấy, tức là nếu như mà ai tham gia thì là bây giờ đã sắp x3 đến nơi rồi đấy ạ. Tại vì là lãi suất tính ra là mỗi một tháng là trên 30%. Ai mà rút hàng ngày thì chỉ được một chấm, tức là 30% một tháng. Còn nếu như mà ai để một tuần mới rút một lần ấy thì là nó sẽ là rơi vào 1,15% một ngày, đúng không ạ? Đó, thì nó sẽ rơi vào 34-35% gì đấy. Đó. Thì hiện tại là cái con này cũng vẫn rất là ngon và nó đang có một cái chương trình mới á. Và cũng có một số người hỏi mình là cái quà tặng 18 đô đấy có rút được hay không. Thì mình nói với các bạn là có rút được nha. Đó, các bạn gõ vào cái chữ tặng này để hàng ngày các bạn claim này. Các bạn gõ vào nhận này. Cái này thì cứ min 1 đô là các bạn rút được ạ. Sorry, cái đêm hôm qua mình vào claim muộn ấy, cho nên là bây giờ nó vẫn chưa cho mình claim. Cái này nó theo 24 giờ. Tức là đêm qua mình claim muộn thì là hôm nay mình cũng phải claim vào buổi đêm thì mình mới claim được. Và cái này min rút là 1 đô thì các bạn cứ hơn 1 đô một xíu thì là các bạn rút, bởi vì là chúng ta sẽ mất phí. Và nếu muốn rút thì các bạn chỉ cần nạp được khoảng 5 đồng TRX vào đây thôi là các bạn có thể rút được rồi nha. Các bạn nạp 5 đồng TRX vào, các bạn đầu tư vào cái gói 7 ngày. Các bạn gõ vào cái chỗ cho vay này này. Các bạn nạp vào đây, các bạn đầu tư 7 ngày thôi. Nếu mà các bạn thích rút luôn thì sau 7 ngày các bạn rút 5 cái TRX đấy về. Còn không thì các bạn cứ để các bạn đầu tư. Các bạn gạt cái nút công tắc này lên cho nó tím lên thì là cứ tự hàng ngày nó nhận lãi. Còn nếu mà các bạn không gạt cái công tắc này ấy, thì là hết 17 ngày là nó ngừng, nó sẽ không có lời cho chúng ta. Đó, vì vậy cho nên là nếu mà ai đầu tư lâu dài thì các bạn nhớ gạt cái nút công tắc này lên. Tỷ lệ hàng ngày là chúng ta sẽ nhận được 1%, thì các bạn cứ vào các bạn nhận tiền về hàng ngày thôi, đúng không ạ? Đó, và nhận ở đâu thì các bạn gõ vào cái thu nhập này thì cái chỗ của chúng ta rút tiền nó nằm ở đây nha. Đó, đây này các bạn nhìn thấy không ạ? Mình đầu tư 500 TRX và cái số thu nhập của mình đã được 689 TRX, đúng không ạ? Đó, tức là mình đã được gấp 2,5 lần nơi rồi đấy ạ. Ở đây thì các bạn lưu ý là các bạn rút thì các bạn không được rút về ví của Techbank nha, mà các bạn phải rút về cái mạng BSC. Đây nha, mình sẽ rút thử cho các bạn xem. Thằng này nó rút quá là nhanh luôn, quá là uy tín luôn. Tức là nó là hệ rút tự động. Đó, các bạn gõ vào rút tiền đây này. Nếu như các bạn gõ vào cái Techbank này thì các bạn sẽ rút về cái ví ở Techbank này. Và khi đó các bạn sẽ phải nạp cái đồng BNB vào làm phí thì các bạn mới rút được. Vậy cho nên tốt nhất là các bạn không rút về Techbank, mà các bạn có thể chọn rút về mạng BEP20 hay là về mạng TRC20. Nếu mà các bạn rút về mạng nào thì các bạn copy cái mạng đấy các bạn dán vào nha. Đó, sau khi dán địa chỉ ví vào thì các bạn gõ vào chắc chắn cho mình. Gõ vào chắc chắn này. Đó, như thế là thành công rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ quay về ví. Con này rút gọi là siêu siêu nhanh. Đó, ở đây của mình đang là 17,4 đô đúng không ạ? Đó, lên 18. Ôi dồi ôi, cái số này sao nó lại đẹp thế chứ trời đất ạ. Các bạn thấy không ạ? Vừa rút về nó thành số 18,868868. Số này nó quá là phát luôn. Trời ơi, sao mà nó lại có cái số đẹp thế này không biết. Đó, bây giờ mình sẽ rút TRX này. Các bạn gõ vào TRX này. Đó, và nhận này, các bạn nhớ là TRX của mạng TRC20 chứ nó không phải là của mạng BEP20 nha. Đó, ở đây các bạn gõ vào hủy bỏ này, các bạn gõ vào rút tiền này. Đó, gõ vào TRC20 này. Xóa cái ví này đi, cái ví này là vừa rồi là mình dán của mạng BEP20 đúng không ạ? Gõ vào chắc chắn này. Gõ vào chắc chắn này. Đó, bây giờ chúng ta lại quay về xem nha. Đó, đang là 903 đúng không ạ? Đó, 913, gọi là siêu nhanh luôn, đã bảo là nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt luôn. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, mình rút 10 đồng đúng không ạ? Thì còn 9,7 đồng, tức là nó sẽ mất phí. Đó, ở phía dưới này là thu nhập giới thiệu, các bạn gõ vào này. Ai có rep thì là các bạn gõ vào đây. Các bạn lấy nha, các bạn gõ vào chắc chắn này, chắc chắn này. Cái rep này mình cũng để khớ khớ mình mới rút đấy ạ. Bởi vì là nó cũng mất phí. Ở đây 9,13 này. Đó, 9,73 trừ phí đi là còn 59,69 đồng. Đó, nó bị mất phí cho nên là thường thường là
mình phải gom gom nhiều rồi là mình mới rút. Đó, thì là cái con này hiện tại nó đang khá là uy tín, cho nên là bạn nào muốn đầu tư thì vẫn cứ đầu tư vào cái con này được. Và các bạn cũng đầu tư ở trong cái giới hạn. Đó, tại vì là đầu tư thì lãi suất cao nhưng mà luôn luôn đi với rủi ro, đúng không ạ? Vậy cho nên là chúng ta đầu tư với cái số lượng nhỏ nhỏ thôi nha. Ở đây thì nó mới thêm một cái nữa, đó là các bạn gõ vào chữ cho vay. Các bạn nhìn thấy cái khu vực hợp đồng đấy không ạ? Đó, cái này là cái mới nha. Và các bạn cũng lưu ý là cái lãi suất của cái thằng này cũng khá là cao. Cái min đầu tư của nó là 10 đến 99 USDT. Đó. Và cái thu nhập hàng ngày là 1,13 đến 1,29 USDT một ngày. Đó, tức là nếu mà chúng ta đầu tư ít thì là chúng ta lãi suất nó thấp hơn. Còn nếu chúng ta đầu tư nhiều thì lãi suất nó cao hơn, đúng không ạ? Tức là cái này, cái gói của nó sẽ là 28 ngày. Và 28 ngày thì này thì là chúng ta sẽ không được rút cái lãi suất hàng ngày đâu ạ. Mà đến sau 28 ngày thì là chúng ta sẽ rút cả gốc lẫn lãi. Và cái gói ở phía bên dưới này nó là gói 42 ngày thì cái lãi suất của nó cũng cao hơn, đúng không ạ? Đó. Và cái min của nó cũng phải là từ 100 đô đến 499 đô. Và cái gói tiếp dưới này nữa là 63 ngày. 63 ngày thì gói min của nó là phải từ 500 đến 1999 đô. Nhưng mà cái thu nhập hàng ngày của nó thì cũng là khá là cao, đúng không? 84 ngày này, gói 112 ngày này, gói 224 ngày. Ôi trời ơi, cái gói 224 ngày tận 25.000 đô, làm gì có ai đầu tư hẳn cái gói như thế, đúng không ạ? Đó, thường thì chúng ta đầu tư thì chúng ta chỉ đầu tư những cái gói nhỏ này thôi. Ví dụ như bây giờ mình sẽ đầu tư cái gói nhỏ này thì mình gõ vào mua này. Đó. Và ở đây thì các bạn nhập cái mật khẩu đăng nhập của các bạn vào. Sau khi nhập cái mật khẩu đăng nhập vào xong thì các bạn gõ vào chắc chắn cho mình này. Đó, thì ở đây các bạn sẽ thấy tỷ lệ lãi suất hàng ngày là 1,3%, đúng không ạ? Gói của nó là 28 ngày. Chúng ta có thể đầu tư bằng USDT hoặc là chúng ta có thể đầu tư bằng TRX. Tức là nếu như đầu tư bằng USDT thì là min là 10 đô. Và cái đầu tư bằng TRX thì min là 95 đô đúng không ạ? Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nạp. Ở đây các bạn muốn đạp thì các bạn gõ vào bản sao này. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay về ví, chúng ta nạp vào nha. Đó. Các bạn nhớ nó là USDT hoặc là TRX mạng TRC20 nha. Ở đây các bạn gõ vào gửi này. Các bạn gõ vào dán này. TRX chết rồi, mình quên nó là số tối thiểu của nó là bao nhiêu, 95 đến 940,5 đúng không ạ? Mình sẽ đầu tư thử cái gói 95 xem nha, sao nha. Đó thì nó rơi vào hơn 10 đô xíu xiu. Gõ vào tiếp theo. Gõ vào xác nhận. Và các bạn nhớ nha là chúng ta sẽ mất phí đấy ạ. Trước nó hết có 1,1, bây giờ nó lên 1,445 rồi. Còn gõ vào xác nhận. Bây giờ chúng ta sẽ quay về app nha. Đó, và sau khi nạp xong thì là các bạn gõ vào cái chữ hóa đơn này. Và các bạn sẽ nhìn thấy là nó hiện luôn ở đây, đúng không ạ? 27 bầu trời rút tiền, tức là còn 27 ngày nữa thì là cái hợp đồng này kết thúc thì chúng ta sẽ được rút tiền, đúng không ạ? Đó, thu nhập của ngày hôm qua tức là 1,24 TRX. Đó, khi mà mình nạp 95 TRX đúng không ạ? Thì là mỗi một ngày mình sẽ nhận được lời là 1,24 TRX. Sau 28 ngày thì mình sẽ nhận được là gần 35 đồng TRX tiền lãi, đúng không ạ? Cộng với lại 95 đồng tiền TRX gốc thì là nó rơi vào là 130 đồng. Sau 28 ngày thì chúng ta sẽ nhận về cả gốc lẫn lãi là 130 đồng. Thì cái gói này nếu như mà ai muốn lãi suất nó cao hơn một chút thì là các bạn có thể sử dụng cái gói này. Còn không thì là các bạn cứ sử dụng cái gói một tuần cho mình nha. Cái gói một tuần thì là nó đỡ sốt ruột hơn, đúng không ạ? Nếu các bạn thích rút thì là các bạn chỉ cần tắt cái nút công tắc này đi và sau 7 ngày là các bạn có thể rút được. Đó, thì cái con này hiện tại thì vẫn là đầu tư khá là uy tín. Ai thích đầu tư nho nhỏ để hàng ngày rút cho nó vui ấy, thì là các bạn có thể đầu tư vào cái con này nha. Và bây giờ thì mình sẽ quay cái video ngày hôm trước xem ai là người may mắn trúng thưởng nha. Xem ai là người may mắn đây. Chúc mừng bạn Lê Trọng Hữu 4549 đã được thưởng 500g rồi tỷ ơi. Vâng, chúc mừng bạn đã là người may mắn trúng thưởng ở trong cái video ngày hôm trước. Liên hệ với tỷ qua Zalo để nhận thưởng nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái kèo hot của mình nha. Bye bye!